Tiên chuyển nhượng bóng đá hôm nay 16 tháng 8, MU lại gặp khó với sao trẻ. Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay cập nhật thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất diễn ra trong ngày hôm nay 16 tháng 8. MU không thể mua nổi Cody Gakpo. Theo xác nhận của nhà báo Fabrizio Romano, đại diện của MU đã liên hệ với PSV Eindhoven để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng Cody Gakpo. Cầu thủ 23 tuổi người Hà Lan thi đấu rất năng động trên hàng công, đáp ứng được nhiều yêu cầu về chiến thuật. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Sky Sports, có vẻ như Cody Gakpo không hào hứng với đề nghị từ MU. Nguồn tin của Sky Sports tiết lộ, Cody Gakpo muốn tiếp tục khoác áo PSV. Anh vừa mới gia hạn với đội chủ sân Philips Stadion hồi đầu năm nay nên không có ý định rời đi sớm. Lý do quan trọng khiến Gakpo không muốn đến MU cũng giống như Cristiano Ronaldo khi chờ đợi cơ hội thi đấu Champions League. Còn PSV hiện đang có mặt ở vòng playoff giải đấu hàng đầu châu lục, nơi họ được đối mặt với Rangers. Liverpool rất muốn có thêm Nunes. Matheus Nunes là cái tên nằm trong danh sách mục tiêu ưu tiên chiêu mộ sắp tới của Liverpool. Những tưởng The Kop đã dừng hẳn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nhưng với việc những cầu thủ quan trọng bị những chấn thương đáng tiếc xảy ra như Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain và Naby Keita, khiến huấn luyện viên Klopp phải yêu cầu ban lãnh đạo Liverpool chiêu mộ thêm tân binh. Dù mới 23 tuổi, Nunes đã là trụ cột của Sporting. Mùa trước, ngôi sao người Bồ Đào Nha có 50 trận ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 4 bàn và 5 kiến tạo. Liverpool được cho là đã chuẩn bị đặt lên bàn đàm phán 42 triệu bảng để chờ đội bóng chủ quản của cầu thủ này xác nhận. Cầu thủ người Bồ Đào Nha hiện tại cũng được một số câu lạc bộ như MU hay Chelsea quan tâm. AS Roma muốn giải cứu Asensio. Tình hình của Marco Asensio tại Real Madrid đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều vào đầu mùa giải khi rõ ràng anh không là gì trong kế hoạch của Carlo Ancelotti. Theo phóng viên Erkem Connor, AS Roma đang lên kế hoạch giải cứu Marco Asensio khỏi Real Madrid. Mặc dù vậy, AS Roma chỉ thực sự nghiêm túc với thương vụ này nếu như Zaniolo rời câu lạc bộ. Cho đến thời điểm hiện tại, Real Madrid đã ra giá khoảng 20 triệu euro. Inter Milan sẽ mua thêm trung vệ. Theo báo Ý, Inter Milan đã nhắm sẵn hai mục tiêu để thay thế Andrea Ranocchia, đó là trung vệ Akanji của Dortmund hoặc Acerbi của Lazio. Huấn luyện viên Simone Inzaghi muốn củng cố hàng phòng ngự Inter và trong điều kiện tài chính eo hẹp, Inter nhắm đến những mục tiêu giá rẻ. Cả Akanji lẫn Acerbi đều có phí chuyển nhượng không cao và đều thuộc diện bất khả xâm phạm ở câu lạc bộ của họ. Hè này, Inter không có sự tăng cường đáng kể nào cho hàng thủ. Họ thậm chí đã sẵn sàng bán Skriniar cho PSG nhưng cuối cùng phải giữ lại vì không mua được Leighton Bremer. Ronaldo có lẽ sẽ ở lại MU vì các đội liên tục từ chối. Theo nhà báo Tancredi Palmieri của Gazzetta dello Sport, AC Milan và Inter Milan đều từ chối ký hợp đồng với Ronaldo sau khi được gợi ý từ siêu cò Jorge Mendes. Trước đó, PSG, Bayern Munich, Chelsea và Atlético cũng lắc đầu với huyền thoại của Real Madrid vì nhiều lý do khác nhau. Có lẽ trong quãng thời gian từ giờ đến hết phiên chợ hè, CR7 sẽ ở lại Old Trafford. Juventus không thể tống khứ Arthur. Tiền vệ người Brazil, Arthur Melo nhiều khả năng sẽ ở lại Juventus hè này vì không có đội nào muốn chiêu mộ anh. Valencia đã rất sẵn sàng chào đón Arthur, nhưng cuối cùng, các cuộc đàm phán với Juventus không đi đến đâu vì đội bóng Tây Ban Nha không kham nổi mức lương 5 triệu euro của anh này. Valencia muốn Juve trả ít nhất 50% lương cho Arthur, trong khi Juve chỉ chấp nhận trả 1 triệu euro, còn 4 triệu Valencia phải trả. Nhưng đội bóng Tây Ban Nha thì không kham nổi. Martial sẵn sàng ra sân gặp Liverpool. Anthony Martial đã trở lại tập luyện vào ngày hôm nay và sẵn sàng ra sân vào cuối tuần. Tiền đạo người Pháp đã vắng mặt ở hai trận đấu trước do chấn thương quân khuèo và đây là sự trở lại cần thiết cho hàng công của Man United khi anh được đánh giá là phù hợp nhất cho vị trí tiền đạo cắm hiện tại trong sơ đồ mà Ten Hag đang áp dụng. Barca hỏi mua cặp hậu vệ cánh của MU. Sau khi kích hoạt các đòn bẩy kinh tế,
Barca đã chuyển hướng quan tâm tới những mục tiêu nơi hàng phòng ngự. Và mới đây, theo nhà báo thân cận của Barca, Gerard Romero đã tiết lộ cả Dalot và Wan-Bissaka đều đang được đội bóng chủ sân Camp Nou cân nhắc. Liverpool tính mua Brozovic. Ban lãnh đạo Liverpool chuẩn bị đưa ra lời đề nghị mới cho ngôi sao của Inter Milan, Brozovic. The Kop đang đẩy nhanh tiến độ thương vụ và quyết tâm dứt điểm trong tuần này. Liverpool sẽ gửi một lời đề nghị cho cầu thủ 29 tuổi. Mức lương hiện tại của cầu thủ này tại Inter Milan đang là 106.000 bảng một tuần, sẽ được nâng lên đáng kể lên tới 108.000 bảng một tuần nếu gia nhập đội bóng chủ sân Anfield. Juventus chiêu mộ Marko Arnautović. Tiền đạo Marko Arnautović của Bologna đã nổi lên như một mục tiêu theo đuổi của Juventus sau khi Manchester United rút khỏi cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này. Đội bóng nước Ý hy vọng với lời đề nghị 13 triệu euro, cao hơn gấp đôi khoản tiền mà MU đã trả là 6,8 triệu euro, có thể thuyết phục được Bologna nhả người. Chelsea hỏi mua sao mai người Anh. Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ trẻ Anthony Gordon của Everton. The Blues đang tìm kiếm một hậu vệ phải chất lượng để gia tăng thêm chiều sâu cũng như sự cạnh tranh cho Reece James. Huấn luyện viên Tuchel đưa Gordon vào danh sách lựa chọn hàng đầu của đội bóng. Được biết, Chelsea đã cho biết ban đầu sẵn sàng trả 40 triệu bảng cho cầu thủ 21 tuổi, nhưng Everton được cho là định giá Gordon ít nhất 50 triệu bảng. MU đàm phán mua Raul de Tomás. MU được cho là đang đàm phán với Espanyol về vụ chuyển nhượng trị giá 25 triệu bảng cho tiền đạo Raul de Tomás. Cope đã khẳng định rằng cầu thủ 27 tuổi này lọt vào danh sách rút gọn của Erik ten Hag để thay thế vị trí của Cristiano Ronaldo. Queen Park Rangers mượn thành công sao trẻ của MU. Queen Park Rangers đã xác nhận cầu thủ trẻ Ethan Light của Manchester United đã gia nhập câu lạc bộ dưới dạng cho mượn một mùa giải. Gia nhập đội bóng mới, Light sẽ có cơ hội chơi bóng thường xuyên ở Championship và có khả năng cao sẽ ra mắt trong trận đấu trên sân nhà với Blackpool vào ngày mai. Atletico sẵn sàng bán đứt Morata. Huấn luyện viên Diego Simeone vừa lên tiếng thừa nhận Atletico Madrid đã sẵn sàng bán đứt tiền đạo Alvaro Morata trong phiên chợ hè. Đã có rất nhiều đề nghị được gửi tới Atletico. Tuy nhiên, đội bóng La Liga đang chờ đợi một mức giá hợp lý hơn. Được biết, Atletico sẽ bán đứt Morata nếu nhận được đề nghị tối thiểu 30 triệu euro. Paredes được nhiều đội quan tâm. Huấn luyện viên Christophe Gaultier của PSG đã xác nhận rằng Leandro Paredes đang được một số câu lạc bộ theo đuổi trong mùa hè này. Leandro có nhiều lời đề nghị và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ đến khi thị trường chuyển nhượng kết thúc. Tôi biết cậu ấy muốn thi đấu thường xuyên, nhưng cậu ấy có một trạng thái tâm lý bình tĩnh, chiến lược gia người Pháp nói. Arsenal vẫn chưa từ bỏ Moussa Diaby. Vào đầu mùa hè, Moussa Diaby tuyên bố muốn ở lại với Bayer Leverkusen, trong khi đội bóng nước Đức định giá anh ở mức 59 triệu bảng. Theo báo chí Pháp, Arsenal được cho là rất thích Diaby trong nỗ lực nâng cấp đội hình.